tại thì Đồng cũng như ba cha con đã tới được nơi chuẩn bị để mua một chiếc xe dành tặng cho bé để bé có phương tiện đi lại đi học, tại vì ngôi nhà của bé rất là xa. Để bây giờ thì cũng chưa tiết lộ được cái xe như thế nào đâu, bây giờ thì chú với con đi vô trong lượng xem xe ha. Dạ. Nếu mà mẹ có đi xem cái video này thì có thể đến gặp con một lần được không? Lạnh hết. Mấy năm người kia khôn khéo còn em rồi. Lạnh hết, em phải chịu như sao vậy? Thông minh thì em cũng có, ai chỉ sao em làm vậy? Đồng mến chào quý cô chú anh chị và tất cả các bạn. Chào mừng quý cô chú anh chị và các bạn đến với video tiếp theo của Đồng. Lời đầu tiên, Đồng gửi lời chúc sức khỏe tới quý nhà hảo tâm, quý cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại Đồng đang có mặt ở tỉnh Trà Vinh. Ở video trước, khi Đồng ghé thăm một hoàn cảnh rất là đáng thương, đó là người mẹ nhẫn tâm vứt bỏ lại một người con gái học siêu giỏi cùng với em trai trong căn nhà mục nát cùng với người cha khờ khạo. Hôm nay thì Đồng quay trở lại đây để mang nhiều niềm vui đến cho gia đình, đó là được sự yêu thương của quý nhà hảo tâm gửi cho gia đình một số tiền rất là lớn và dặn dò Đồng nhiều thứ lắm. Và muộn nào là mua xe cho bé này, mua điện thoại cho bé này. Bây giờ thì Đồng kính mời quý cô chú anh chị cùng đồng hành cùng Đồng ở video này nhé. Thì đây là ngôi nhà tranh mà hiện tại thì ba cha con đang sống ở trong này quý cô chú anh chị. Kể từ ngày người mẹ vứt bỏ hai người con lại cho người cha thì ba cha con sống trong này. Thì lâu lâu thì ông bằng nội cũng lui tới đây hỗ trợ cùng người cha chăm sóc hai người con. Dạ con chào bà nội, chào anh Cường, chào hai con nhé. Chào thầy. Dạ, cho con gắn cái này trò chuyện cái. Hôm nay mới được gặp bà nội á, bữa hôm thì không có gặp. Dạ. Thì anh Cường ơi, hôm nay thì em quay trở lại đấy để thăm gia đình anh. Đầu tiên là hỏi thăm sức khỏe của ba cha con như thế nào á. Sau đó thì mang rất là nhiều niềm vui đến cho gia đình anh. Dạ. Thì bữa hôm thì chưa gặp bà nội anh Cường thì quý cô chú anh chị biết rồi. Bà nội, cho con hỏi bà nội tên gì bà nội ạ? Nguyễn Thị Úc thầy. Dạ, năm nay bà nội nhiêu tuổi rồi? 71 tuổi rồi thầy. Dạ, 71 tuổi à bà nội. Là bà nội cũng thường xuyên lui tới vậy để phụ giúp anh? Phụ giúp cho mà con cái cho nó đặng nó đi làm á. Dạ. Rồi cũng mà cơm nước đồ cho hai đứa cháu nội ăn. Dạ. Đặng nó đi học đó thầy. Dạ. Rồi thành ra mà từ ngày mẹ nó bỏ đi tới giờ tôi cũng phụ chăm sóc cho hai đứa cháu nội. Anh Cường, bà nội ơi với con gái ơi, thì hôm trước là khi mà đăng tải video thì có một cái xíu nhỏ thì chắc có thể là bé khi đó rung, bé nói nhầm. Đó là về cái mẹ ra đi thì vào thời điểm nào. Thì hôm nay thì may quá gặp bà nội ở đây, thì bà nội thì là người chứng kiến từ đầu tới cuối, mà kể từ ngày mà người vợ ra sao thì bà nội có thể chia sẻ lại rõ hơn được không bà nội? Tôi rất là nhớ kỹ là lúc mà mẹ nó bỏ đi á, là mới ăn tôi đâu tháng à. Cái tôi nuôi là tôi nuôi bé này hay bé này? Bé Thảo nè. Dạ. Nhỏ lớn á, ăn tôi tháng rồi cái nó để hai vợ chồng nó đi mần đi kiếm việc làm ở đâu trên Sài Gòn tôi cũng không biết, nó không gành nữa. Rồi nó để cho tôi nuôi rồi tới chừng mà nó bự
10 tuổi, 12, 13 tuổi gì không chừng. Rồi cái nó nói mà nó kia nó ở lại đó, rồi hai vợ chồng nó cũng như đi rồi dắt đi mần ăn rồi có bầu rồi đẻ thêm một cái thằng là bé đó, bé Trọng á. Rồi bé Trọng mà cũng như là nó đẻ sanh ở đâu ở bên ngoài á, không có dám dắt về bên đây. Rồi coi như là tới chừng nó dắt về bên đây á thì nó cũng ngoài tôi rồi. Tuổi mấy rồi cái nó gửi cho tôi, nó nói mẹ ơi cho con gửi con đi trên Sài Gòn con bán quán con trai tháng con về. Rồi nó đi luôn tới giờ này không có thấy tâm thế mà dạng gì mà cũng không điện đài gì hỏi thăm con là tài, đi khoảng khỏe gì không. Đi khoảng từ bao lâu rồi bà? Đi năm nay là cũng như là 10 năm, 10 năm rồi đó. Bé này thôi nuôi tới giờ. Ừ, 10 năm đó. Dạ. Yeah. Cũng như vào nó 11 tuổi á thì yeah. Cũng như tông nam mình là sanh gà kể tuổi á. Dạ, là nhà ông bà nội thì gần đây không? Nhà ông bà nội ở ngoài ngoài lộ, ngoài vườn lận. Dạ, thì dạ. Thì hôm nay thì ông bà nội thì vô thăm á, vô tình thì gặp bà nội ở đây. Ừ. Con dạ. Gái ơi. Dạ. Thì hôm nay thì con gái có đi học không? Dạ, con đi học mới về. Ủa bình thường như vậy thì buổi sáng thì con gái học từ mấy giờ tới mấy giờ? Dạ, cỡ 7 giờ đến 11 giờ. Là bữa giờ vẫn cứ đi nhờ bạn như vậy hả? Dạ. Thương quá. Thì hôm trước thì con gái có nhớ là con gái có điều ước gì nữa không? Điều ước không chứ con gái nói á? Con muốn có chiếc xe đi lại. Với chiếc phone đúng không? Dạ. Dạ. Ôi con trai, ngồi lùi dưới đây nè. Con trai hôm nay ôi, có đi học chắc, không? Chắc chị dạ, con. Dạ có. Con trai thì học mấy giờ tới mấy giờ? Dạ, dạ là từ 7 giờ tới 10 giờ 10. Là cứ nhờ bạn vậy hả? Ước gì giờ có một chiếc xe ha, có cho chị hai chở em đi học luôn ha. Dạ. Thì anh Cường thì mấy bữa nay thì có đi làm hồ gì không anh Cường? Dạ có anh. Dạ. Dạ. Em có đi mỗi bữa luôn nhưng mà mệt cũng không dám nghỉ anh này. Mệt cũng không dám nghỉ vì gì nói chung cuộc sống nếu nghỉ thì không có đủ lo cho con tiền học hành này kia rồi với chi phí đâu á. Nhưng mà đôi lúc cũng quải lắm mà không dám nghỉ ngày nào. Tuần lễ mần có 1 triệu mấy à. Thì 6 bữa, ngày 220 đó anh. Dạ, là làm hết đủ tuần luôn ha. 6 dạ. Bữa là chị nghỉ chủ nhật thôi. À, dạ, chủ nhật người ta nghỉ hết rồi em mới có nghỉ. Chứ còn nhiều người ta mần em mần. Dạ, thì cho em hỏi được không? Cái này thì hơi tế nhiều một xíu á. Dạ. Là khi mà người vợ bỏ đi rất là lâu rồi, thì nhiều người sẽ đi thêm một bước nữa, sẽ lấy thêm một vợ nữa. Nhưng dạ. Mà anh Cường lại ở vậy một mình như vậy nuôi con, tại sao anh Cường không đi bước nữa? Em thấy cuộc sống quá bận chật anh ơi. Với mình nghèo quá kinh tế vậy, mình muốn đi kiếm lại bà khác, sợ nhiều khi người ta không chịu mình á. Thôi ở vậy với hai đứa con với ông già bà già cho nó, chứ em cũng muốn kiếm bước nữa mà để về hữu ý á. Vì con em sau này nó cưới vợ có đôi có bạn hết á, em nó cũng không có người chung gối với em cũng muốn nhưng mà điều kiện không cho phép. Thôi em cũng gắng ở vậy với hai đứa con. Dạ. Anh Cường thì nhìn rất là thật thà, chất phác luôn á. Có sao thì anh Cường nói vậy. Và hôm nay thì bây giờ thì chắc xe em sẽ muốn trao những cái niềm vui á. Dạ. Thì hiện tại thì không biết là người con của anh Cường á, bé Thảo. Dạ. Là quãng đường mà từ nhà mình tới trường trung học phổ thông Nguyễn Đáng đúng không con? Dạ. Là khoảng bao nhiêu km anh Cường? Từ nhà của em tới trường trung học Nguyễn Đáng anh là 18 cây số. 18 cây hả? Dạ, em biết 18 cây số chứ còn km thì em không có gần, bị em cũng không, hồi đó em học cũng không có giỏi không nữa. Yeah. Dạ, là cái tiếng phổ thông là km, còn tiếng mà thôn quê là cây số đó, dạ, là 18 cây số. Dạ, em sử dụng cây số. Như vậy thì đi học thì cũng mất nhiều thời gian con ha? Dạ. Vậy thì 18 km, đi về về là 36 km, mà anh Cường hiện tại thì cũng không có xe để đi làm. Thì em có ý này cùng với một số quý nhà hảo tâm á, thì dạ. Nói là quãng đường của bé như vậy quý cô chú anh chị rất là xa, mà mua xe đạp điện thì sợ đi giữa chừng thì bé lại hết điện, bé lại đạp tội bé nữa, và muốn mua tặng cho bé một chiếc xe máy để ví dụ những khoảng thời gian mà bé không đi học á, như con nghỉ thì ba có thể dùng cái xe đó để đi lại ha. Được, dạ. Được không con? Dạ được. Sao nếu mà được một chiếc xe máy cho con đi học thì con thấy như thế nào? Dạ vui. Yeah.
Vậy thôi thì bây giờ thì chắc gia đình mình sẽ cùng với em ha, dạ, với hai bé sẽ di chuyển để chúng ta đi mua những cái món quà cho bé, cho bé vui ha nhá. Dạ. Bé thì chịu rất là nhiều mất mát trong gia đình này quý cô chú anh chị, nên là bé rất là trầm cảm, và bữa hôm bá chia sẻ là rất là sợ tiếp xúc. Dạ. Đúng không Thảo? Dạ. Con là sợ lên truyền hình này, con cũng sợ đúng không? Dạ. Sợ lắm không? Sợ nhiều. Không sao đâu. Con cứ biết phấn đấu, sau này mình thay đổi tương lai không sao hết con ha. Không có sợ gì hết nha. Dạ. Bây giờ thì gia đình mình này giờ thì chắc thì em với người bạn của em là em tài quách á. Dạ. Thế sẽ chở ba bố con đi đi, để lát nữa có người đi xe máy kia về nữa ha. Dạ. Rồi bây giờ thì mình đi đi. Đi con. Đi đi con. Rồi mình ra xe đi. Ra xe đi. Lấy nón bảo hiểm đi ra đi. Rồi đi 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 ra bên này. Nón bảo hiểm con nè Tổng. Tổng ơi. Quý cô chú anh chị, hiện tại thì Đồng cũng như ba cha con đã tới được nơi chuẩn bị để mua một chiếc xe dành tặng cho bé, để bé có phương tiện đi lại đi học. Tại vì ngôi nhà của bé rất là xa, để bây giờ thì cũng chưa tiết lộ được cái xe như thế nào đâu. Bây giờ thì chú với con đi vô trong xem xe ha. Dạ, em chào anh. Ở đây thì rất là nhiều mẫu xe luôn. Cấp 50 đúng không? Con cứ đi một vòng lựa thoải mái đi. Mình xem xe là không có mất phí con. Đúng rồi. Dạ thì anh ơi, hôm nay thì em muốn mua cùng với quý nhà hảo tâm á, mua tặng cho bé một chiếc xe để bé đến trường. Mà hiện tại thì bé chưa có đủ tuổi thì không có thể dùng xe phân phối lớn được. Do vậy thì sẽ mua cho bé một cái xe, mà một là chiếc xe đạp điện, hai là chiếc xe cúp 50. Mà anh có thể tư vấn giúp là ví dụ nhà bé, mà nhà con là cách xa trường khoảng bao nhiêu km? Từ cái nhà mà ra tới trường học Nguyễn Đáng đúng không? Dạ. Chắc tầm 15 km nhỉ? Chắc ở đó 17 cây hả? 17 cây mà dùng xe đạp điện thì nó... Nó bất tiện cái chỗ là xe đạp điện đó, nó dễ dẫn đến tình trạng là cái bình nó hụt đó, nên đi về đi khi mình đi biệt gì thêm đó thì nó sẽ bất tiện hơn cái xe máy. Cái nữa là cái chi phí bao sau này mình sử dụng như bé đi học á. Cái xe máy thì sau này mình sử dụng là mình chỉ xăng. Còn cái đạp điện đó, mình chạy thì sau này cái bình ắc quy nó sẽ 5 tháng nó sẽ hao mòn. Thì nó chi phí cái bình ắc quy á, mà nguyên bộ bình bây giờ tầm trên dưới 2 triệu thì nó sau này chi phí nó gánh nhiều lắm. Cái nữa cái motor của xe đạp điện thì tầm khoảng 2 năm ngoài nó đã có vấn đề rồi. Thành ra là mình đi cái xe máy thì nó tốt nhất thôi. Vậy là đạp điện nhiều khi mà thời gian đầu thì được anh ha, mà thời gian đúng sau rồi. Ví dụ như bé 17 cây đi cả về 34 cây thì nhiều khi đi dưới nửa đường nó hết đúng điện. Đúng rồi, nó cái nguồn năng lượng trung bình nó hao hụt lại, mà đi về là thấy 17 cây đi về 34 cây rồi. Mặc dù là theo quy định nhà sản xuất á, là chạy khoảng tầm khoảng 40 cây. Nhưng mà 40 cây thì 37 40 thì nó cũng gần đến cái hạn hụt cái yeah, mức đó rồi. Đó là nghĩa là cái khoảng chạy đó là khi xe còn mới đúng không? Đúng rồi, khi mà sau này mình chạy một thời gian qua thì nó giận nó cũ đi rồi thì cái tuổi thọ nè. Rồi cái motor điện đồ của cái xe đạp điện thì nó sẽ giảm đi rất là nhiều. Tại vì em muốn mua, ví dụ bây giờ bé lớp 11 rồi, sau này bé học lớp 12, sau này ví dụ như bé không có điều kiện, bé đi học nghề hoặc là đi làm thì có thể sử dụng chiếc xe đúng này rồi. Đi làm luôn. Cái xe máy thì nó có tiện lợi. Bây giờ thì anh với em với bé có thể đi xe một vòng được không? Đây con, nguyên này là cúp 50 hết đấy. Cái xe này 50 này. Cái xe này là cái xe của Sirius 110 thì mình không kể rồi. Đây bên ấy là cái xe 50, kể cả xe quay. Con gái đi, con đi xem đi. Đây này một loại giấy này nè con. Thường thường nữ thì hay đi xe này anh nhỉ? Cái dòng xe này này. Cái này là lớp 10, một cái bé thì cái xe này nó vừa đi. Cái này thì nó hơi cao, nó cao hơn cái chiếc xe nó cao quá thành ra mà nói. Bé có thể muốn ngồi thử không? Cứ dẫn nó cho ngồi. Ý là để bé chọn màu đi hoặc là mẫu đi. Con có chọn mẫu đó hả? Mẫu nào? Mẫu đó cao hay sao anh? Nó cái xe nó hơi cao hơn, nó hơi cao với người lớn tuổi, lớn trưởng thành thôi, chứ còn như bé thì nên đi chiếc xe này thấp hơn. Cái này là Sirius 50 anh. Dạ, hiện tại mà cái dòng bên này anh, cái dòng bên này này là giá khoảng bao nhiêu ạ?
Cái này nếu mà nó bán cho người bình thường là bán là 15 triệu 300 ngàn là làm luôn giấy tờ, nhưng mà bán cho bé năm cho bán 14 triệu 800 ngàn là bao luôn cái thủ tục giấy tờ hết luôn, gia đình chỉ mua bảo hiểm xe thôi, còn lại là năm tặng luôn. Nếu mà tính ra nó cũng đâu có hơn xe đạp điện là nhiều đâu. Đúng xe rồi, đạp điện cũng ngoài 12 13 triệu rồi. Ừ, loại tốt rồi. Đúng rồi. Con theo như chú tư vấn là cái dòng bên nó hơi cao á, sợ con đi thì chống chống đến á, thì con lựa dòng bên này nè. Con thích màu nào? Cái bên đó thì giá sao anh? Cái bên đó nếu mà cái xe bánh căm á thì nó tầm khoảng 16 triệu 8, còn à, cái xe bánh mầm nó là 18 triệu 300 ngàn. Dạ. Yeah. Dòng bên này là 14 triệu mấy hả? Đúng rồi, năm bán. Ê, anh thử dắt cái dắt con okay. Thích màu nào? Con thích màu nào chú dẫn con thích màu nào? Con thích màu này. À. Thì dẫn cho bé ra xem đi. Cho bé ngồi thử. Con trai có thích xe không? Dạ. Không. Không hả? Sao hả? Sau này chị Hai chờ con đi đi học được không? Dạ, để con chỉ cũng đủ tuổi để đi. Rồi con lên con ngồi đi, tại cái xe nó chưa có cái chân trống cho chú dịnh cho con ngồi nha. Đây con nó vừa con đi, còn nếu con muốn ngồi cái xe này chú dịnh thử cho con ngồi, nó hơi cao. Người mình con có thấy vừa tầm không? Dạ vừa. Hả? Dạ vừa. Nó lớn lên. Dạ vừa. Dạ, tại vì bé cũng ít nói anh, nhiều khi nó bé. Đại đi con cứ bình thường đi không sợ đâu. Ví dụ như xe này mà những ngày mà bé mà không học thì ba có thể đi lại cũng được hết. Đúng rồi. Vậy con có thích cái này không? Dạ có. À, vậy con quyết định lấy cái này hả? Dạ. Vậy anh lắp cái này dùm em đi. Ok. Rồi, để anh chuyển qua cho mấy em kiểm tra lại. À, cho cái mượn cái cà vẹt căn cước của bé ha. Căn cước của bé đâu anh? Con gái con cầm căn cước lên cho chú này. Anh chuyển qua tài khoản lấy dùm em. Cho em kiểm tra cái thông tin nha. Coi có đúng chứ. Căn cước đâu rồi con? Con sợ có sai mình làm cái Nguyễn Thịnh Thảo Trung Thiên, An Trường A, Hàng Long. Dạ dạ được rồi. Ok. Hiện tại là giá là bao nhiêu anh? Anh ghi vô đó dùm em cái em phải em chuyển này. À, tính luôn cái bảo hiểm hoặc là chỉ giá xe thôi. Bảo hiểm sao? Nếu bảo hiểm xe luôn, bảo hiểm để mà 2 năm cho bé sử dụng cái xe luôn á thì tổng nó sẽ là 14 triệu 990 ngàn. Bảo hiểm 2 năm, bảo hiểm thân xe 2 năm, cho xe 2 năm á. Còn nếu mà phí đăng ký không á thì chỉ có 14 triệu 800 ngàn thôi. Bây giờ thôi em mua cho bé luôn. Chứ về okay. Thì ba thì làm không có dư nữa thì ba đi mua tội ba nữa. Với lại anh nhà thì không có rành á. Mười bốn triệu 990 nghìn hả? Ừ. Em chuyển theo cái này ha. Đúng rồi. Đấy, bên cái số máy em ơi. Em để là nội dung là gì anh? Thanh toán xe. Thanh toán tiền xe là cúp 50. Rồi, cảm ơn em. Phan Thị Trúc Linh. Số tiền này anh sẽ kiểm tra đúng chưa để em ok cái là được rồi. 14.990 đúng không? Đúng rồi. Rồi anh. Ok, rồi. Bên đấy nó có nó ngắn 5 người. Ờ, hiện tại thì mọi thủ tục các quý cô chú anh chị cũng như là tiền tỷ đồng đã thanh toán xong rồi, chỉ chờ bên mấy anh lắp ráp xong nữa là thôi. Mà lắp ráp với kiểm tra thì cũng khoảng 15 đến 20 phút. Trong thời gian chờ đợi thì chắc đồng sẽ dắt bé sang bên đây mua cho bé và tặng cho bé một cái điện thoại. Bây giờ thì mình qua đó con ha. Thì cũng may quý cô chú anh chị điện thoại thì là cũng kế bên luôn.
đi đi qua bên này con. Em ơi, hôm nay thì anh muốn dẫn một bé học sinh á. Dạ. Thì giống như là hoàn cảnh không có được may mắn tới đây để mà mua cùng với nhà học tâm mua tặng cho bé một chiếc phone. Dạ. Để bé có dụng cụ học tập á. Dạ. Thì em có thể tư vấn giúp anh nhé. Dạ. Con đi theo cô đi. Dạ. Em ơi, em hỏi cô bé nhà Vivo. Vivo nha. Vivo thì ở đây. Bên đây thì nó có nhiều dòng, tầm khoảng từ 8 triệu trở xuống tới 2 triệu mấy thôi, nó cũng có rồi. Nếu mà dùng cho giống như dùng cho học tập á, với cái phân khúc vừa vừa. So với Hugo với lại Samsung thì dòng nào nó xài mượt hơn em? Nếu mà anh vậy thì em thấy cái nào nó cũng có một cái sản phẩm giá tầm trung trung bé xài vừa rồi. Tại vì cũng mua bé... cho bé phải tầm trung cho bé học với lại tìm kiếm tài liệu thôi. Con ha. Dạ. Bé của hãng Vivo thì bên đây nó có là con thích cái dòng này hả? Dạ. Vậy đi qua đây coi đi con. Đi đi con, đi theo bác đó. Một cái là Vivo Y16 giá là 4.490.000 đang giảm cho mình được 300.000 thì còn có 4.190.000. Còn một dòng tiếp theo là Vivo Y02S giá là 3.490 đang giảm cho mình 200 thì nó còn 3.290. Anh thấy cái này kìa. Cái này thì bộ RAM là 128GB hả? Dạ đúng rồi. Cũng cao, bộ nhớ cũng là lớn ha. Dạ. Cái này thì tốc độ xử lý nhớ là được 4GB, RAM thì được 128GB. Con vô đây con xem đi. Con thích màu gì? Thường thường con thích màu gì? Màu xanh hoặc màu xám. Màu này cái màu này á thì nó chỉ có màu vàng với màu đen. Vậy em lấy màu đen. Chị. Em cứ coi điện thoại trước đi, nếu mà thích thì chị lấy cái màu đen ra cho con. Ha. Con xem trước đi. Con xem điện thoại, đưa giấy kia thầy cầm cho. Đây là giấy xe máy. Cái này em có thể thử YouTube hoặc là... Đó, lên trên này YouTube thì con có thể đánh những cái bài học của con yêu thích á. Ví dụ môn con yếu môn nào hay là cần tìm tài liệu, bây giờ cái nào có trên này hết. Con biết xài điện thoại chưa? Chưa hả? Trước giờ chưa xài điện thoại luôn hả? Dạ chưa. Ôi giời, thương dữ hả? Em có nghe hiếm gặp không? Dạ. con cứ đều đi, về xài dần cái nó quen. Em cứ hướng dẫn sơ qua cho bé dùm anh đi. Thì ở trong đây một lát nữa chị sẽ tạo cho em một cái tài khoản để em sử dụng trong cái lúc mà em học tập luôn, là khi mà thầy cô có gửi cái bài qua cho cái mail của em thì mở lên coi được luôn ha. Dạ. Có lại cái mail đó thì em có thể lên một cái ứng dụng để tải. Ví dụ như mình muốn tải thêm một số cái ứng dụng học tập tiếng Anh thì đó cho em á, thì em lên cái ứng dụng này em tải về để mình học được luôn. Mình sử dụng cái Gmail đó để mình đăng ký học được luôn ha. Dạ. Nếu mà em chọn mẫu này á, thì để chị lấy cái màu đen với lại chị cài Gmail hết cho em đi. Dạ. Dạ, vậy giá cái này là dạ, cái này 4.490.000 giảm 300.000 còn 4.190.000. Dạ. Con có thích cái này không? Dạ thích. Lấy cái này cho bé đi. Dạ rồi. Mời anh cứ thiếu vào bàn rồi cái máy đi. Anh Cường, vô đây thấy mát không? Dạ mát. Ngồi đi con. Anh Cường ngồi đây nè. Anh cầm cái giấy phiếu xe máy này đi. Dạ. Lát qua lấy xe máy. Vậy rồi mình ngồi ghế mình đợi em xuống nè. Dạ. Trước giờ thì anh Cường đã vô đây lần nào chưa? Dạ, em chưa có vô anh. Sao ạ? Em đâu có mua gì đâu vô. Cảm giác ở đây thì so với cái ngôi nhà của mình thì ở đây mát hơn anh ha? Mát chứ nó thơm anh. Thơm hả? Dạ, mát chứ thơm. Dạ. Ở nhà mình có sử dụng sim điện thoại chưa hả em? Dạ chưa. Hồi nãy bé mình tư vấn á, bé nói trước giờ chưa bao giờ xài điện thoại. Dạ. Là nhà cha cũng không có luôn ha. Ba thì hình như có rồi đúng không? Đây con có cái iPhone nè. Dạ rồi, nếu mà vậy là mình phải mua thêm một cái sim để mình sử dụng nữa ha. Dạ. Một cái loại sim là của Vinaphone, lên mạng được 1 năm luôn.
Thì cái sim này mình mua là giá là 380, nhưng mà mình nạp thêm 10.000 nữa thôi là 390. Trong tháng thì nó cho mình được 3GB lên mạng tốc độ cao trong vòng 12 tháng luôn. Là khi mình mua cái sim này rồi á thì mình không cần phải đăng ký hàng tháng nữa. Mỗi tháng nó sẽ cho mình được 3GB tốc độ cao. Khi mà hết 3GB đó thì bé vẫn xài được, nhưng mà với tốc độ nó chậm hơn tốc độ thường quá. Dạ. Với lại nó cho thêm cho mình là được 360 phút gọi nội mạng, ngoại mạng thì được 36 phút trong vòng 1 năm luôn. Nói chung trước giờ thì bé cũng chưa xài điện thoại nên chưa biết đâu. Nhưng mà giờ thì xem cái nào mà nó hợp với bé là được à? Dạ. Nếu mà lên mạng thì mình lấy sim này, còn nếu mà mình không muốn mua để lên mạng, mình không cần nhiều. Con có cần lên mạng nhiều không? Chắc còn lên tra cứu bài tập thôi. Tra cứu bài tập hả? Dạ thôi chị, thì em lấy sim đó cho anh đi. Dạ, cái này em thanh toán cho mình ha. Tiền cái sim là 380.000, mình nạp vào tài khoản cho bé là 10.000, đó là 390.000. Cộng với cái máy của mình giá là 4.190.000 ha. Dạ, tổng cộng hết là 4.580.000. 4.580.000 Dạ. Em đếm lại cho anh nhé. Nhà em hiện có là 4.600.000. Dạ, nạp tiền cho tài khoản cho bé mình. Dạ rồi, em cảm ơn anh. Cảm ơn em nhiều nhé. Dạ, con cảm ơn nha chú. Dạ, cảm ơn chú. Đi đường này về nè. Đi về. Dạ. Dạ. Qua bên kia mình lấy xe. Và chúc hai em nhiều sức khỏe. Chào Nhung nhé. Dạ dạ. Là xong rồi rồi phải không anh? Ngồi chơi đi anh. Dạ dạ. Cái là quà tặng theo xe đúng không? Đúng là quà tặng bao gồm có nón bảo hiểm, dạ, nón mưa, áo trùm xe, bảo tắm chìa khóa. Kèm theo là cái số bảo hành xe trên đây. Dạ. Rồi, mình về mình chạy xe bình thường. Mình chạy thời gian mình khoảng tầm 10 đến 15 ngày. Chạy xe đến đây thì như mình cứ được kiểm tra lại xe rồi cho mình lần đầu. Dạ. Dạ rồi. Như hai hai tuần lễ chạy ra đây kiểm tra không? Đúng rồi, còn cái phần đăng ký xe thì cái chạy xe về thì cửa hàng đã đun xuống khẩu anh lại rồi. À, khi đăng ký biển số, các nhân viên kia bên làm thủ tục ký tờ á, sẽ được gọi điện thoại cho anh và mời anh đến xã An Cường làm biển số nha. Dạ. Rồi xong. Vậy là xong đúng không? Hồi nãy là lấy số điện thoại của anh hả? Dạ dạ dạ. À, anh nhớ để ý số điện thoại á, khi nào bên cửa hàng gọi thì mình ra làm. Dạ. Khi ra làm là cần bé này đi theo không anh? À, có thể không cần, bé ở nhà cũng được. Anh cầm cái căn cước của bé với cái biên nhận chạy xe ra được rồi. Biên nhận được ha. Đúng rồi. Về xã An Cường em đóng ha. Đúng rồi. Giờ này mình làm ở xã luôn. Rồi cái này giờ chắc do đường xa thì anh Cường sẽ chạy về cho bé đi. Về trong đó thì bé sẽ chạy sau ha. Dạ. Anh đẩy xe ra đi. Okay. Rồi đội nón lên anh. Cái này trong có xăng chưa anh? Cái này thì chỉ có một ít xăng thôi. Lít chắc là chạy về nhà được. Được. Anh Cường chạy về trước đi. Dạ dạ. Để em chở bé với về sau. Còn gì thôi anh cứ về đi em chở sau. Anh cứ chạy về trước đi. Cảm ơn anh nhiều. Dạ dạ dạ. Cảm ơn anh. Chúc cửa hàng làm ăn phát đạt nhé. Rồi cảm ơn. Anh về trước ạ. Dạ. Rồi mình cũng về. Bây giờ thì Đồng với bé sẽ di chuyển về nhà để
Thứ nhất là để cho ba bé tập cho bé đi xe. Thứ hai là công bố số tiền rất là lớn mà quý nhà hảo tâm dành cho gia đình bé như thế nào. Bây giờ thì Đồng với bé sẽ di chuyển về nhà. Rồi lên xe đi con. Dạ thì vừa rồi thì Đồng với ba cha con của anh Cường, bé Thảo với người em đã đi mua được một chiếc xe đây quý cô chú chị. Đây Thảo ra với thầy ra xem chiếc xe này. Đây, Thảo thử ngồi lên thử coi. Đây thầy cầm điện thoại cho. Điện thoại xịn này quý cô chú chị, lát nữa sẽ khui hộp nhé. Dừng chân lại lên con Thảo. Đó chân chống lên, con đá cái này lên. Đây, thấy vừa không? Con thấy vừa với con không? Dạ vừa. Màu này con Thảo là chọn nha quý cô chú anh chị. Thảo chọn màu cũng khá là đẹp luôn. Tại vì màu này sao lại con lại thích màu này? Tại con thích ba cái màu chầm chầm á. À, chầm tính giống con ha. Dạ. Là cái xe này là hiện tại là giống như là đứng tên Thảo luôn ha. Dạ. Từ nay cái xe này giống là thuộc quyền sở hữu của Thảo. Thì hy vọng có chiếc xe này thì Thảo sẽ đỡ vất vả hơn để đến trường, không phải nhờ bạn bè và không phải phụ thuộc vào thời gian chờ đợi bạn nữa ha. Dạ. Ừ. Bây giờ Thảo đi vô đây, Thảo cầm điện thoại của con này. Dạ. Cái này là quà tặng này quý cô chú anh chị. Trong này thì gồm có ở đây là nón bảo hiểm này Thảo. Dạ. An toàn đến trường nhớ đội nhé. Dạ. Và trong này thì có áo mưa nữa. Áo mưa thì con để trong cốp hoặc con để trong ba lô á. Thì bên kia anh Cường không phải dơ lên vậy đâu. Dạ. Anh Cường rất là thật thà quý cô chú anh chị, cứ dơ vậy này. Không cần dơ đâu anh. Dạ. Dạ. Là cái này là biên nhận là xe. Cái này là con cầm hay là để ba cất đi? Để con. Ba thì hay mất hả? Hay là ba hay quên không? Dạ hay quên. À. Thì bà nội ơi, bà nội thấy chiếc xe như thế nào? Trời ơi, cái chiếc xe đẹp quá trời đẹp đi thầy ơi. Mà nhưng mà tôi cũng cảm động thiệt, không biết chừng nào mà các mạnh thường quân với mấy bà con cho được cháu tôi nổi tôi chiếc xe chứ không biết chừng nào mà cha con nó mừng để mà có tiền mà sắm nổi chiếc xe vậy. Tôi bởi vậy tôi rất là cảm động mà tôi khóc từ nhỏ lớn tôi nuôi nó tới bây giờ nó học được lớp 11 rồi. Chứ mẹ nó không có biết gì tới đâu. Mẹ nó bỏ đi tới giờ không có gửi thơ gửi gì mà điện đài gì hỏi thăm con coi mạnh khỏe hay không má ơi gì. Rồi sau này sanh thêm một đứa này nữa, thằng em của nó thì cũng tới đâu mà tôi mấy gì cái cũng gửi tôi đi tới giờ luôn, không gì là nhỏ 10 tuổi với 11 tuổi vậy. Dạ. Không có biết gì tới con hết trơn. Dạ, hiện tại thì khi nhận được món quà từ quý bà con cô bác, quý nhà hảo tâm thì giống như là món quà này là quá lớn luôn tôi nói, bà nội hả? Tôi nói thiệt là thằng trai tôi mà ngày nào sống ngày nấy nuôi hai đứa con chứ chưa có biết kiếm cô nào nữa gì đó, làm bạn bè gì hết. Dạ thì anh Cường rất là hiền luôn á. Tội nghiệp ta vợ đi con này con kia chứ nó không có đời nào. Đi mần về tối ngủ với thằng trai đó, chứ không biết đi đâu chơi bời gì đó. Dạ. Bởi tôi thương nhiều khi tôi khóc hoài. Dạ thì là người mẹ thì luôn muốn con mình có một cuộc sống hạnh phúc, có gia đình êm ấm, có nhà cửa đàng hoàng bà nội ha. Ai cũng tôi mong hết. Tôi cũng rất là cảm ơn các mạnh thường quân với mấy người tài trợ, mấy cô, mấy thầy. Dạ. Giúp giùm cho cháu nội tôi được chiếc xe nó đi học. Để nó có gian bạn bè, nhiều khi bạn vui thì bạn cho có gian, bạn không vui thì bạn cũng không cho có gian, thì cũng có gian bạn khác chứ biết sao vậy. Cái xe giống là một bánh xe mơ ước để đưa bé tới trường vậy bà nội, để giống như chung tay cùng giúp bé có thể thực hiện được ước mơ sau này á bà nội ha. Ừ. Dạ. Lúc mà nó còn nhỏ nhỏ người ta có mẹ đưa rước, còn nó ông nội đưa rước suốt luôn tới. Dạ. Chừng lớp 5 mới cho đi đạp đi. Đó, thấy nó cuộc luôn. Thấy bà nội tới tâm thằng sự này như cũng vậy thì, thằng này cũng ổng đưa rước mới có cho hổm gà ổng mổ mắt cho đi riêng. Dạ là đi nhờ bạn ha. Đi nhờ bạn. Dạ thì Thảo ơi, thì thấy bà nội. Dạ. Tâm sự như vậy thì con thấy sao, thương ba không? Dạ có. Thương nhiều không nè? Dạ nhiều. Nếu mà thương thì con phải làm sao? Cố gắng học tập. Ừ.
Thì anh Cường ơi. Dạ. Chiếc xe đẹp không anh? Dạ đẹp anh. Có bao giờ mà hồi nãy thì nghe anh Cường vô trong mua xe với mua trong điện máy xanh thì rất là thương, là nói chưa bao giờ vô đây hết. À rồi đó giờ em không có vô anh ơi. Rồi là nói bà nội nói rất là thương luôn. Ở đây mát ghê và thơm ghê. Dạ. Nghe những cái dòng đó tuy rất là giản dị mộc mạc nhưng mà nghe rất là thương luôn bà nội ha. Bởi vậy tôi nói trời ơi tôi nuôi cực khổ mà. Dạ. Yêu cầu dạy con cháu gắng học giỏi là tôi mừng dữ lắm, tôi nói thiệt. Dạ. Thì quý cô chú nói chị... ngày có năm lớp 10 là học cái gì bên nó không có hành lãnh thưởng, còn nhiêu nó cũng đỡ. Ừ, con thấy giấy khen rất là nhiều chị, năm lớp 10 là do bé không có thiết bị á. Thì Thảo ơi, bữa hôm thì con có một mong ước là con nói là thời điểm mà con học online thì do không có thiết bị nên năm đó con bị rớt, không được giấy khen đúng không? Dạ. Con mong ước là có một cái điện thoại đúng không con? Dạ. Và con ước lâu chưa? Dạ, lâu rồi. Ừ, bây giờ thì hôm nay thì thực hiện được điều ước rồi đó. Thì ông bà cô bác đã giúp con á, có một thực hiện được ước mơ của con. Bây giờ thì con với thầy sẽ khui hộp khoe với ông bà cô bác nhé. Dạ. Phải xin xò luôn cái cô chú chị. Này, thầy phụ cho. Ở trong này là gói phiếu bảo hành trong á. Rồi, khui ra từ từ thôi con. Con để cái này dưới này. Đấy. Đấy. Rồi. Rồi, cái này đưa cho thầy cầm cho. Rồi con bóc ra. Con kéo xuống. Đúng rồi. Này, con giơ lên coi. Con mặc sau luôn. Đẹp quá trời luôn. Này, hai camera bự ha con ha. Dạ. Thì hồi nãy mẹ Thảo tâm sự rất là thương luôn, là Thảo nói là trước giờ Thảo đã bao giờ xài điện thoại chưa? Dạ chưa. Hồi nãy thương quý cô chú chị ra ngoài chị tư vấn mới hỏi có xài TikTok không thì Thảo nói sao? Con không biết TikTok là gì. Thảo hỏi top top là cái gì? Rất là thương. Thì Thảo bỏ vô lại đi. Rất là đẹp luôn á. Thảo hiện tại thì khi mà được những món quà lớn như vậy thì hiện tại thì tâm trạng của Thảo như thế nào con? Dạ có là vui. Vui mừng không? Dạ vui. Thì con vui mừng thì con có lời hứa gì với ông bà cô bác không? Con cũng cảm ơn các mạnh thường quân đã tặng cho con những món quà này. Và con sẽ cố gắng bảo quản với lại học tập thật giỏi. Cố lên nha con. Dạ. Chú hy vọng thì sau này tương lai của con sẽ tốt đẹp và có công việc ổn định ha, có thu nhập ổn định và sẽ xây dựng cho ba một cái mái nhà khang trang ha. Dạ. Thì sáng tiền đây thì món quà mua xong rồi anh Cường với bà nội, con xin phép đọc danh sách quý nhà hảo tâm đã gửi về giúp đỡ cho gia đình mình nhé. Dạ. Sau đây thì có bà nội ở đây này, có anh Cường. Dạ. Với có tất cả quý cô chú anh chị xem kênh thì đồng xin công khai danh sách quý nhà hảo tâm đến thời điểm hiện tại đã dựa gửi về giúp đỡ cho mình nhé. Thì đầu tiên là cô Bích Diệu 500.000 đồng, anh Nguyễn Tấn Đạt 500.000 đồng, mẹ Chín An 2 triệu đồng, cô Lý ở Cali 5 triệu đồng, anh con xin lỗi, cô Ánh Hồng Thị Phạm 200 đô, đổi ra được là 4.900.000. Chị Châu 2 triệu đồng, anh Nguyễn Văn Phước và Huỳnh Thị Yến ở Canada 3.660.000. Chị HC từ Nam Cali gửi về là số tiền là 11.184.000 300 đồng. Chị nhờ em là mua xe đập điện cho bé đó. Mà hồi nãy em với anh bàn với bà nội bàn là do quãng đường xa quá bà nội ha. Thì xe đập điện thì không đủ cái lượng lượng pin để giống như là cho bé tới trường thì giữa trường sợ mất nên sau khi được góp ý của quý nhà hảo tâm thì mua cho bé một chiếc xe cúp 50. Ngoài việc bé đi học thì bé có thể chở em, và những lúc bé không học thì anh Cường có thể lấy và đi đi làm hoặc là đi chợ được anh Cường ha. Dạ. Dạ, tổng số tiền gửi về cho gia đình mình là 29.744.300 đồng, và em trừ ra là mua xe máy là 14.990.000. Mua điện thoại là 4.190.000. Yeah. Mua cho bé một cái sim chính chủ và cộng với sim 4G để bé có thể học tài liệu là 380.000. Tổng như vậy là trừ đi
số tiền mà mình mua đi anh. Dạ. Là số tiền còn lại của gia đình mình là còn 10.184.300 đồng. Dạ. Sau đây thì em đếm tiền em gửi cho anh. Anh Cường đếm lại giùm em đi. Yeah. Xem đó là 10 triệu. Anh đếm đi. Anh Cường đếm đủ đó, như vậy là đủ 10 triệu chưa? Dạ 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 đủ rồi. 10 triệu 184 ngàn thì em làm tròn thành 10 triệu 200. Dạ dạ. Dạ. Vậy là đủ nha anh Cường, yeah, đủ chưa? Dạ yeah, dạ yeah, đúng rồi. Đây số tiền này thì anh Cường giữ đó để lo cho các bé những bữa cơm đầy đủ hơn để cho các bé đi học á. Thì anh Cường gửi lời gì đến quý ông bà cô bác không? Dạ thôi, giờ em cũng thay mặt ba cha con với có bà mẹ già kế bên. Thôi số tiền của các mạnh thường quân với những nhà hảo tâm trong nước và ngoài nước gửi em mua cho em một chiếc giấy, em mua cho con em một chiếc cúp, chiếc xe Honda với cái điện thoại. Rồi còn dư bao nhiêu thì thầy đồng trao lại cho em là số tiền còn lại. Thì thôi em cũng rất cảm ơn các mạnh thường quân trong nước, các mạnh thường quân và các nhà hảo tâm trong nước và ngoài nước. Em rất mang ơn các nhà hảo tâm với các mạnh thường quân trong nước và ngoài nước rất nhiều. Ba cha con em với cả ba mẹ già rất là cảm ơn các mạnh thường quân và các nhà hảo tâm trong nước và ngoài nước. Dạ, bà nội. Bà nội có muốn nói điều gì không bà nội? Trong giây phút cảm xúc quá bà nội ha. Bà nội mừng dữ lắm. Bà nội không biết để nói gì hơn. Bà nội nó sắm được cho cháu nội, các nhà hảo tâm cho sắm được cho cháu nội được chiếc xe chứ. Còn nhiêu tiền dư lại cho con, đặng nó lo cho con nó ăn học. Bà nội mừng dữ lắm. Bà nội không có biết gì hơn để hơn nữa. Cảm ơn các mạnh thần quân với mấy nhà hảo tâm, bà con gần xa để giúp đỡ cho con tôi. Dạ, thì hiện tại thì bà nội rất là xúc động luôn. Thì đồng cũng thay mặt hoàn cảnh khó khăn gia đình anh Cường gửi lời cảm ơn sâu sắc tới quý nhà hảo tâm, quý cô chú anh chị rất là nhiều. Kính chúc quý cô chú anh chị thật nhiều sức khỏe, bình an trong cuộc sống. Hẹn gặp quý cô chú anh chị ở những video tiếp theo của đồng và gia đình. Chào quý cô chú anh chị.